Sáng mùng 8 tháng 7, đồng chí Hoàng Tuấn Tam, ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân huyện, trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện chủ trì hội nghị nghe báo cáo tiến độ giải quyết các vụ việc khó khăn, phức tạp và các vụ việc thi hành án của ngân hàng chính sách xã hội. Sự hội nghị có thành viên Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan. Năm 2022, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện giao tri cục thi hành án dân sự huyện tổ chức thi hành án 6 vụ việc khó khăn, phức tạp, đến nay đã tổ chức thi hành xong 2 vụ. Còn bốn vụ việc khó khăn, phức tạp và ba vụ việc liên quan đến trả nợ cho ngân hàng chính sách xã hội, chi cục thi hành án dân sự huyện tiếp tục xây dựng kế hoạch, phương án phối hợp với chính quyền địa phương vận động, thuyết phục các bên thỏa thuận thi hành án trước khi đến thời điểm tổ chức cưỡng chế theo kế hoạch. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ lộ trình, thời gian, biện pháp thực hiện các vụ việc còn tồn động, công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan, công tác tuyên truyền, vận động các bên liên quan. Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Tuấn Tam, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân huyện yêu cầu cơ quan thường trực ban chỉ đạo, chỉ cục thi hành án dân sự huyện tiếp thu ý kiến tham gia các đại biểu, đánh giá đúng tình hình, xác định biện pháp thi hành án, hoàn thiện kế hoạch giải quyết các vụ việc khó khăn, phức tạp và các vụ việc thi hành án của ngân hàng chính sách xã hội, trong đó xác định rõ thời gian, lộ trình, trách nhiệm cá nhân, đơn vị, phân công nhiệm vụ cụ thể thành viên, giải quyết các vụ việc chủ động tham mưu ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện các biện pháp thi hành án đảm bảo tiến độ giải quyết các vụ việc đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền vận động thuyết phục các bên thỏa thuận thi hành án trước khi đến thời điểm tổ chức cưỡng chế theo kế hoạch các cơ quan liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp thực hiện công tác thi hành án đảm bảo kế hoạch đề ra